Ok, xem nào, đánh gì đây, đánh gì đây. Ủa, mình gọi ai vậy? What the fuck? À, gọi tao ấy. Thôi chết. Arduino 2 à, mua không nhỉ? Chết rồi. Đa này tự nhiên gọi mình à? Gọi tao nhau. Ok. Tướng xấu này chắc là chịu thua thôi. Chịu thua thôi. Một gì đặc sắc à? Chắc không biết đèn này sạc chứ nhỉ? Chắc thay đèn phát. Ok, sáng lên. Ây dồi ôi. Đói quá, chắc stream 2 trận nữa không đi ăn sáng. Lý do không stream được lâu. Mẹ. Ai rồi. Sunday Floor này, ET2 này. Khóa lại phát. Awfully low. When the world quá phải yên tâm. Gọi thêm phát nữa nha. Ok, 85, 84, 78. Chắc thua một trận nữa rồi. Vini thì giữ lại. Có choi này, đánh gì đây? Đánh thú à? Đánh thú được, hên xui. Ok, thua một trận nhé. Cho này vào đây này. Hay cho yên tâm rồi. Cho giữ 2 AT2 lại cũng được. Ra thêm IRI cũng được. Thêm 2 AT cũng được. Chấp. Ok, vậy thôi. Choi. Xem ra đồ gì nữa nhé. Được gì đánh được gì. Choi à. Choi gì đánh thú ấy. Đánh thú đánh thêm ấy. Chẳng nghe đánh gì ấy. Thú đánh thêm.
Ai ơi, không lấy chi hồn lần nữa. Quên lên, lên chứ. Anh thú được anh em ơi, anh thú à? Anh thú thật à? Anh thú thật ư? Trời ơi. Bình tĩnh nhá, đồ này chờ thêm một tí nữa đi. Biết đâu tí nữa ra Ngọc Đại hay là ra truy hồn thì sao? Đang khá là phân vân. Xuyên, đúng rồi. Airy EMT. Xuyên em phát nữa. Và vừa dựng. Delay phân vân không biết đánh gì đấy. Yon à? Thợ săn thì thôi nhá. Bỏ ngay thợ săn đi. Bán thần này. Bán thần này. Đóng hoàng bỏ nhá. Này Flaw ulti được luôn này. Hai t Violet bỏ nhá. Cái này thôi. Nít giữ lại một con này. Cung thủ à? 12 con Yon. Lấy được một phát đã 12 con Yon này. Tranh nhau phết nhỉ, ba bạn này đánh cung này. Thú hơi căng. Có khi đánh cũng đánh được nhưng mà này khỏe lắm, con này cần ba đấy. Không cần được rồi, yếu thế. Có teo này chết rồi, không thấy có EC rồi đấy. Ê, có teo có Yon luôn, ớ, hay đánh thua cung thủ nhỉ? Có choi. Anh cung thủ nhỉ? Có teo có Yon luôn rồi. Có thêm con Yon nữa luôn. Sao đánh cung thủ đi, lâu đánh cung thủ anh em ơi. Rồi, còn mua nuôi mấy con này nữa. Thôi đánh cung thủ nhé, bỏ mấy thú đi. Cung thủ. Cung thủ thì lấy Ngọc Đại cũng được, lấy Ngọc Đại thì mình cho con Quy. Hay lấy truy hồn nhỉ, bình tĩnh, chờ chờ thêm mấy giây nữa. Xem rồi quyết. Ignis thì chắc bỏ thôi. Mà đánh thú, à đánh cung thủ thì cung thủ không cần Ignis. Chrissy giữ lại một con này, Gindu giữ lại một con này. Norman bỏ đi rồi này. Bán thần thì giữ lại nhá. Phát rôn thợ săn voi. Bán luôn floor đi không nhỉ, bán floor luôn hơi 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 run rẩy ấy, cũng hơi rén. Bán luôn được kệ này, thợ săn bán tạo hình đu đi. Ok, xong rồi pha sau mình tìm nốt mấy con thợ săn bay vô cung này, thiếu con heo với cả thiếu con Aduin, à đâu, thiếu con kia chắc là tìm được thôi, mấy cái đấy tìm dễ mà. Phải mình roll luôn, level 7 roll luôn bởi vì có teo rồi. Hai anh Yon chắc đánh được. Đồ khá là phức tạp này. Đây rồi. Có luôn. 6 cung với cả một con thợ săn nhé. Hay anh với con Chrissy nhỉ? Thôi 6 cung với thợ săn đi. Cộng 2 bán thần đi. Bán heo đó. Teo này, Yon này. Đồ này cho con quái gì bây giờ, cho Yon nhé, cho Yon đồ đi, cho Teo đồ nhé, để xếp nào nhỉ. À thợ săn bây giờ lấy gì, lấy Ngọc Đại hay lấy truy hồn? Thôi lấy truy hồn đi, liều phát đấy. Sao mấy thế? Ok bây giờ đi tìm tiếp này, Chrissy này. Bạn heo lấy Chris bạn heo đi. Thế em chỉ chiêu chiêu này thôi. 8.000 nam. Voi giữ lại nhé, Voi 13 con. Một cái choi thì đã lấy một cái choi ở một cái huân chương gì không Voi được. Săn quỷ. Thêm một tường nữa, dắt thêm Chrissy. Chưa thêm Voi.
roll một tí lên đủ khó nhỉ. Thành kiếm cho Yon. Yon 2 này, ok. Senyao có thể giữ lại Hensui. Thử săn quỷ này. Phạt roll nữa, ok một gì. Senyao thử ra bán sử đi, không cần giữ Senyao đâu. Rồng, không mình rồng. Kết thúc đi Yon 2 thôi, được rồi, lên sử 9 đi anh em ơi. Khá là vội. Lên sử 9 đi. Lên 8 trước thêm con QC, xong rồi lên 9 nữa để thêm con. Thế nó mấy con còn thiếu. Gặp Norman sấy cũng hơi đau ấy. Norman sấy cũng ra máu phết đấy. Thù bản thân ma tập muộn rồi, đánh này cũng rồi. Theo 2 này ok vừa đủ luôn. Chắc là mua lỡ phát. Thôi kệ thua rồi, thôi. Chắc cũng thua đó. Là trách phát thương ấy. Đầu được trận giờ chưa trách thương phát nào, một thương bên kia, hai thương bên kia. Bắt con văn heo mình à. Bắt con HT văn heo giữ lại. Này rồng thổi góc này đúng không kia. Thế thì mình cứ để Yon góc này thôi, Yon theo góc kia thôi. Lấy truy hồn đi anh. À được, vì tí đấy. May vào đây anh em. Ui vã nhái cái gì ấy, xiên bình tĩnh thôi. Mấy thằng này điên gật, xiên quả điên thật. Chịu con mẹ luôn. Chứ kịp nhìn thì cái gì á. Thôi chả né được từng đấy nha. Hay mình hai cái thương bắt bên kia mình để xử Yon bên này nhỉ. Cót, Senel, không có gì thôi. Cứ tham lam lấy hắc ám mà tí nữa chết hết anh em. Bây giờ nhé, thế nào nhỉ. Mục thương bên này đúng không. Nhưng mà góc này con rồng này lại thổi sang góc kia. Lại thổi vào con Yon mình, mà con Yon mình chẳng có đồ quái gì. Cũng hơi dáng. Nhưng mà chơi được. Chơi được đấy. Chơi này này. Đó, đi chơi này này. Tạng có hai thương thôi mà cái thương kia nó cũng đi sang bên kia ấy, nhưng mà cũng không phải gọi là rèn lắm. Chơi được. Yon này chưa thành đồ này. Okay, lên 8 lên 9 nhanh nhanh nào anh em. Lên 9 nhanh nhanh tìm Richter. Rất nhiều teo nhá. Để đấy cũng chưa tối ưu lắm nhỉ. Thôi thế này đi. Hay để Yon giữa nhỉ. Rồi Yon giữa hơi rén, còn đang có. Chơi full công gặp thằng liều chơi 6 Norman. Ai nhờ. Thế nhiều lúc anh cũng chơi 6 Norman lắm. Nhưng mà đầu game thôi. 6 Norman. Thầy thằng sao rồi, trận này Yon 3 à? Yon 3 hay Teo 3 đấy, làm trận Teo 3 đấy. Sắp có Teo 3 nơi rồi, trận này chả ai đánh Teo cả. Làm trận Teo 3 nhé. Teo 3 thôi. Hay Richter 3 thôi, đùa Richter 3 khó. Đồ lắm mới chơi Richter 3. Có voi này. Không lấy voi nhỉ. 7 con voi thôi cũng chả lấy được đâu em ơi. Tham lam lắm chả lấy được. Khó. Ok, vòng sau mình lên nhé. Ok, check phát. Có ai dí mình không? Narcot này, Narcot mấy con Narcot cùn thôi. Vãi nhái này đã thên rồi. Đã thên 2 rồi. Chơi với ai chơi? Vãi. Đùa. Đã thên 2 rồi. Gặp con thêm đấy mình không bắn được anh em ơi. Bắn đấy cùn cả súng luôn. Bắn gãy súng. Bạn này à. Rồng thổi một phát, ok. Theo mình có nhâm thuẫn. Thêm được tí giáp ảo.
hơi rẻ bạn thêm 3 đấy nhá, à đó, thêm 2 nhá. Bạn này hơi rẻ đấy. Lấy thêm choi cũng được em ơi, lấy thêm choi vì thực ra trận này không đánh voi, lấy thêm choi cũng được nhưng mà thử lấy Gaia đi cho nó trâu. Thì cho choi cho con teo nhỉ. Voi này, Lucy vào nhá. Đấy. Mua gì? Món này cho Yon đi. Cho này cho teo à? Cho Yon à? Check phát hay xếp lại nhà phát nhỉ? Cho con thêm này căng quá. Chuẩn ra đây phát. Là có trừ ở giữa này. Rồi na cót luôn. Chấp nhẹ na cót. Cái khá khỏe lên 9 này. Chiêu chiêu lên 9 này. Chắc trận này Yon gánh hơn là teo nhỉ. Hay cho Yon 3 cũng được. 6 con teo 10 con Yon. Teo 3 thì nó đậm chất. Đậm chất điện ảnh hơn. Đậm chất YouTuber hơn. Nhưng mà này Yon này nhìn vẻ có khả năng thắng hơn. Teo nữa này. Chắc là phải lên teo 3 anh em ơi. Không còn lựa chọn nào khác. Không còn sự lựa chọn nào khác. Na cót này chui vào một chỗ mình. Nhiều na cót thế, lại còn thêm nữa, lại còn von cát nữa. Đừng làm thế mà teo này bắn điêu thì teo này bắn ra giữa mà bắn ra giữa bắn Phoenix này. Ôi giời ơi, thật là khó chơi ta. Tôi xin trên. Gửi xin trên đi. Là cót bay thằng góc kia. Sấy nó luôn anh em ơi. Sấy nó luôn. Rồng thổi không chết. John sấy. Thôi chết rồi ai. John kia nó choáng mình hết. Máy cái mình choáng trước. Bắn. Bắn thua. Ôi. Teo cũng 10.000 dam ấy, không phải ít nữa. Tí lên K3 ném đồ teo nhé. Anh đẹp trai quá, ôi. Đừng anh... Ôi, đây rồi nè. Mình con này. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, cho Richter đi. Cho Richter cho nó ulti đi. Thế này thôi. Thế rồi. Rồi. Xong rồi mình lên tao 3 thì mình đánh con tao 3 thôi. Trông ba thợ săn quỷ trông yên tâm hơn hẳn anh em. Ui giời ơi, chấp nhẹ mấy con nắc đi, chấp nhẹ mấy con nắc đi. Ok đấy. Anh like giờ ác vậy. Xin lỗi anh vừa dậy phát tự nhiên anh có hứng anh like luôn. Hôm nay anh không phải đi học. Đi đâu cả. Có sách thánh thì ngon. Tầm này có sách thánh cũng làm bố phết đấy. Có sách thánh phát lắp. Này, cái này, sách thánh gánh đấy. Yon này. Hay lấy thêm nhỉ, bên kia có lấy thêm không? Hay mình lấy sử thêm đi. Đâu nhỉ, mình gặp bạn nào nhỉ, đây. Lấy sử thêm đi anh em ơi. Voi trận này. Ê, cũng được voi này, em có 13 con này. Bỏ Chrissy đi vậy. Lấy sử thêm đi. Ấy rồi. Ấy rồi, đây rồi. Ấy, ấy chết rồi, bán gì kìa. Bán voi tiếc à, bán sư đi. Làm cái gì đâu. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái này là cái thanh kiếm à. Cũng được. Để tặng cho Yon nhé. Rồi, bây giờ ra cái sách thánh nào. Cho mình thêm cái sách thánh nào. Cho thêm một tướng nữa, chắc là mình thêm con quy thôi. Chẳng chả thêm voi, chả thêm thêm nữa. Mong ra là con quy, ngon truy hồn. Ê, phải nhái tận từng này con teo à? Thêm con teo nữa đi à, thôi đùa đấy, thôi. Thêm con teo nữa điên đấy. Rồi luôn. Xin nhẹ truy hồn nữa đi, ra lắm thuận đấy.
thuận này cho nào bây giờ? Rồi luôn. Bây giờ mình cần thêm một con quy thôi nhỉ? Chắc là vậy thôi. Teo này thì theo này mong một sách thánh thôi. Nakot này chui tít tới bên kia này. Một thương xuống đáy này. Đây này. Do này sẽ chịu đam Nakot một tí nhá, nhưng mà nó có thuẫn. Chịu tí đam Nakot thôi. Ở đấy thích làm gì làm. Có giáp nào? Chấp nhẹ giáp nào? Ủa phải nhái nhà này có gì mà khỏe thế nhở? Trợ thủ ai quái rồi. Công ty nhiều phết anh em ơi. Kinh nhở, không cần sách thánh luôn này. Ảo thật đấy. Dùng mình phê đây, dùng mình phê đây. Trời ơi. À. Rồi hai truy hồn rồi, lấy ngọc đại cho con quy nhé. Chưa ngọc đại không? Ừ. Thêm ngọc đại cho con quy. Voi thì thôi, bỏ chơi bình tĩnh. Bỏ. Lên luôn không nhỉ? Đủ tiền lên luôn, dưỡng quy si lại lại này. Đợi săn quỷ bỏ không cần. Bây giờ chờ đốt con quy rồi cho thêm con quy đấy ngọc đại là thôi. Ngọc đại này ném tạm cho con nào nhỉ? Chuẩn bị ném tạm cho con nào bây giờ? Ném tạm 2T à? Ném tạm Victor đi. Tạm Victor đi. Cho nó nhiều máu là ulti luôn này các thứ. Nakot xuống góc bên kia, ngon. Này Nakot này, chấp nhẹ Nakot đi. Do mình chưa thánh đổ em. Teo làm gì đi em, làm gì đi con Yon kia đi. Ui đừng. Đừng. Mẹ. Thôi phải tìm Quy thôi. Chả, bỏ thứ hai này đi. Cần nhất Quy. Thôi lên luôn nhé. Chặt thua đi này. Rồi Quy đâu, xin đi rắc đi. Bạn nhái còn đi rắc nữa. Tìm Quy trước đây nhé. Cần nhất con Quy anh em. Cát cũng được, cho tặng con cát đi. Silica. Tặng Silica cũng được anh em ơi. Ê, thế bỏ con này đi. Con cát đứng đây đi. Silica đứng, ôi chết bà. Rồi đứng đây đi. Cho tạm đổ này cho Silica đã nhá. Không biết ném cho ai. Con cát đâu? Ra con quy game. Rồi luôn, con cát mình không kịp làm gì luôn. CK bắn được mấy phát. Bỏ voi à? Bây giờ mình bỏ voi này CK. Bỏ voi đi. Chrissy cũng bỏ thôi. Đi tìm con quy phát. Tại mình đi tìm quy thôi. Thêm quy. Thế bỏ CK thì cũng tiện. Ê, chứ đánh CK cũng được ta. 6.000 đam. Ôi, đánh quy ngon hơn anh. Xem có rồng nhá. Bạn này có một con rồng này, hai con rồng anh em ơi, không phải đánh quỷ. Chính xác là nó đấy. Đâu rồi? Quỷ này. Ok, thế thôi. Đan fin, fin top. Faro, nó gì? Thế này thôi được rồi. Không mong đợi gì nữa. Không có sách thánh nhưng mà không sao. Choáng phát là được. Yon sấy điên phết anh em ơi. Rồi luôn. Ô cái quái gì bên ta? À đây. Đam đây. Đam ở Yon này. Ý Yon nó vẫn đam to cả Teo 3 này. À không có đấy, Teo 3 bị choáng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Lấy thêm tí tiền. Họ chẳng cần đâu. Phát rôn nhé. Life goes on and on and on and on and on and 5 con Yon nữa. Bây giờ nếu mà có sách thánh thì mình ném cho Teo, mình ném cho Von Cat nhỉ. Victor thì có cái choi này cũng khá yên tâm. Nhưng mà ném choi cho Von Cat cũng được này. Von Cat này có 40 mana, thêm choi là 60 cũng yên tâm hơn một tí. Victor thì
Victor thì có kia nó sẽ ulti được luôn. Mình cần đam Victor, mình cần đam Von Cát, cần Von Cát choáng nhỉ. Do này có thánh đồ không? Do này có thánh đồ ấy, mình thấy bạn này lắp Von Cát thánh đồ. Thì Von Cát lại không cánh được bằng Victor. Khó nhỉ, nghĩ á. Victor 2 rồi anh em ơi. Ấy rồi. Ê thôi ném cho teo đi. Kệ bà con cát đi. Đang làm gì nhỉ? Con cát. Ừ đây. Ném bà teo. Ê mà con teo thực ra ulti nãy giờ không cần. Không 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 cần. Con teo thì nãy giờ ulti nó không cần ấy đâu anh em ơi. Nó không cần quái gì nhỉ, quên sứ cái tên này. Thôi bình tĩnh, đang 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 vội này. Thế cho đồ cho này. Trong này thôi cho con cát đi, đành phải cho con cát thôi, một cơ hội khác. Rồi luôn, con cát đần thật sự nhảy rồi luôn, chết rồi. Còn nhau ba đứng ở góc kia không ai làm gì được nó kìa, choáng đấy. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi ba con do nữa rồi. Ok, mình tanh chơi được. Thêm đồ này cho con Richter ulti luôn được, hay lấy thêm đối thủ nhỉ, lấy thêm giáp của mệnh, thêm giáp của mệnh đi, liều phát đi. Gaia cũng được, Gaia cho Yon nhé. Silica không có được thêm này. Q này, ê, lên con Von Cát 2, Q2 nữa. Von Cát 2 nữa. Giang tính. Bây giờ cái này con Thuẫn này sang cho con chó Richter tiếp đi. Cầm nhẹ ba cái Thuẫn đi. Thuẫn này có cái gì đâu. Nội tại duy nhất đúng không? Thêm tận 2000 máu tối đa. Ok, cho con Thuẫn đi. À, Yon ra bên này. Q xuống đấm. Không đấm được vào con Yon rồi. Yon nhảy, ok, chết ngã cót. Victor đốt. Teo choáng được. Ơ kìa, ulti đi. Đúng rồi. Đúng rồi, choáng rồi. Thêm một phát choáng nữa. Ôi trời ơi, đừng. Bạn cứ né Yon làm gì. Đứng. Thêm một con cát 2 nữa nhá. Rồi thắng rồi. Không kịp lên con cát 2. Yon nữa này. Hết tiền rồi. Thôi easy peasy pleasant lazy cũng nhẹ nhàng đấy.